chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ sẽ tiếp tục tô màu nhé. Theo mình sẽ dùng màu vàng. Vamos a ver.